dân. Thì Nguyễn đến nhà của anh Nguyễn Văn Tiến, đi với Quỳnh Anh với chị Phương Linh. Đây là anh Nguyễn Văn Tiến, đang cầm cái máy ra. Kính thưa quý mạnh thường quân, thì ngày hôm nay là sáng ngày hôm nay là Hồng Nguyễn là xe Thiện Nguyện Từ Tâm đưa anh Nguyễn Nhân Tiến 58 tuổi ở khu phố 8 phường 5 thành phố Cần Thơ đi tái khám ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi mà đi và về thì Hồng Nguyễn báo cáo chuyến xe Thiện Nguyện 78. Thì khi mà báo cáo thì được chị Huệ Đoàn nhờ gửi 1 triệu để giúp cho anh Tiến có tiền ăn uống và mua thuốc uống điều trị cái chân. Thứ hai nữa là mợ Phương Nam Trần, là mợ của cô Phương Bình đó, tặng thêm 300.000 nữa là 1.300.000 để tặng cho anh Tiến. Thì hôm nay, tối hôm nay thì em tới để em gửi số tiền đó cho anh ha. Thì cùng với chị Phương Linh đại diện cho Mạnh Thường Quân tặng cho anh 1 cú gạo 10 ký ha. Đây là 1 triệu, 1 triệu, 1.300.000. 1 triệu này là của chị Huệ Đoàn, 300.000 này là của mợ Phương Nam Trần để tặng cho anh ha. À, em chụp tấm hình giùm anh. Rồi, có nói lời cảm ơn với Mạnh Thường Quân đi. Dạ, em cảm ơn rất cho Mạnh Thường Quân giúp em ha. Dạ, giúp em, cảm ơn nhiều. Rồi, Hồng Nguyễn cũng xin đại diện anh Tiến, xin cảm niệm công đức của chị Huệ Đoàn, mợ Phương Nam Trần đã ủng hộ để giúp cho anh Tiến có tiền mua thuốc uống và mua đồ ăn ăn ở trong cái thời gian mà bị tai nạn điều trị cái giò. Rồi xin chúc cho tất cả được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay ngày 20 tây tháng 7 2022, thì Phương Linh với Tho đi cùng với vợ chồng em Hùng Nguyễn đến hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Tiến. Thì Linh xin đại diện bé Thái Châu ở phường 6 gửi anh 10 ký gạo ha. Gửi anh 10 ký gạo. Bé Thái Châu hả? Bé Thái Châu gửi anh 10 ký gạo. Còn đây là 500.000, 500.000 của bé Lê Ngọc Thảo ở phường 5 gửi anh 500.000. Linh xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chúc cho tất cả luôn vui vẻ an lành. Chồng đã lời tâm hết luôn. Dạ. Vậy là tổng số tiền là gửi cho anh tặng anh là 1.800.000 ha. 1.800.000 á. Dạ. 1.800.000. Dạ. 1.800.000 của Phương Linh với của em Hùng Nguyễn. Rồi tổng cộng là 1.800.000. Với chục ký gạo đó ha. Dạ. Rồi. Là anh đi làm hồ á là bị xe đụng hả? Làm gì? Gần trớt cột của nó 10 bữa lặt lá mai á, lặt cho ông anh chảnh đi lặt lá mai. Dạ, đi lặt lá mai rồi về cái trao đẩy luôn, bị xe đụng, xe tải đụng hả? Dạ. Rồi nó đền được nhiêu? Nó đền được 60 60 triệu hả? Rồi từ hôm đó nay là điều trị với cái ăn uống này nọ là mức hết 60, mới 3 tháng là mức hết 60 rồi hả? Không có bảo hiểm hả? Tay băng công mà nó mỗi ngày tay công ấy rất cũng gặp 30 rồi, xe mình đi lên đi xuống tiền thuốc men là 3 tháng rồi, 60 luôn đó. Là từ hôm đó nay mấy tháng rồi? Từ hôm nay không mà bị tới nay là nhiêu? 5-6 tháng rồi. 5-6 tháng rồi. Dạ. Rồi anh có bảo hiểm không? Có bảo hiểm không? Có bảo hiểm tới mua sao rồi. Có nghĩa là bị xong rồi mới mua hả? Bị rồi mới mua. Dạ. Yeah. Là như bữa nay đi lấy thuốc vậy có tốn tiền không? Hả? Hết nhiêu tiền? Dạ. Này đi lấy thuốc có tốn tiền không? Thuốc nó cũng tốn, mà mình mua thêm thuốc nó cho thêm bên ngoài nó. Cho mua hết nhiêu? Dạ, mình nó bán. Hết nhiêu?
Dạ. Hết nhiêu tiền? Nay đi tốn hết nhiêu tiền? Cái ngoại là hết chắc trong mấy rồi đó. Dạ hả? Mua ở trong bệnh viện luôn á. Ừ. Là mua thuốc ngoài luôn ha. Ừ. Có thuốc bảo hiểm với thuốc ngoài luôn hả? Bảo hiểm nó cho có như đây à. Đó có cái như đây nè. Ừ. Cái này nó cho mình tháng không? Dạ, nó vậy à. Cho tháng không? Này không? Dạ. Có cái dĩ này không à, bảo hiểm hả? Còn mấy kia còn là mua không à? Mua ngoài luôn. Dạ hả? Là bác sĩ cho mua. Dạ. Dạ hả? Rồi cái bác sĩ nói là cái này là một tháng sau mới gỡ được nữa hả? Dạ. Nó chờ, có khi tháng giờ như gần tháng chứ mới đi lần. Thì hết thuốc mới đi bác hết sĩ hẹn theo. Cho uống hết thuốc rồi tôi mới đi. Ừ. Mà cái đi học luôn. Giờ nó làm gì? Mấy người mà bán ống nước này rồi kia còn... À nó đi là đi bán tiệm tìm dạ, đồ điện nước á. Dạ. Vậy là lương sao tháng được nhiêu? Đó, là tháng có 6 triệu à. Là tháng 6 triệu à. Ta cho ăn cơm không? Hay dạ. Về nhà? Cơm nhà. Về nhà ăn cơm à? Dạ. Bán gần đây không? Bán gần đây không? Dạ, ai? Nó đi bán gần không? Không biết, không biết gần không? Em cũng không biết đâu. Dạ. Gần trai cô cũng không biết. Dạ. Nay anh nhiêu tuổi? 58. Dạ. 58 tuổi hả? 58 tuổi. Mà... nó đi làm vậy là về nó có phụ lo với anh không? Ờ thì có nó cổ cổ này kia nó tin chứ. À. Dạ. Thôi thì cũng được ha. Bình thường thì hai cho con đi làm hết thì đỡ ha. Dạ 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 đâu. Thôi lâu rồi. Dạ. Có kiếm bà nào nữa không? Tính là mai ảnh hay gì? Có kiếm bà nào nữa không? Rồi nói chung là trưa em đưa anh về á thì em cũng có đăng cái bài là đưa anh đi khám bệnh rồi đi rước về. Dạ. Thì mà anh Quân tao thấy cái giò của anh nó với hoàn cảnh hai cha con thấy tao thấy tao thương. Dạ. Rồi tao cũng có cho chút đỉnh tiền thì tối nay em vô để em gửi thì, cho anh có tiền anh này, khi có lúc cái đó cái nghe rõ cái khi nghe rõ lãng tai quá lãng tai lãng tai quá không. Dạ. Thì á hồi tối hồi chiều á em đưa anh đi. Dạ. Sáng anh đưa khám khám mà trưa em về á. Dạ. Em có quay đoạn phim là người ta đó em đăng lên là báo cáo là chuyến đi đưa anh đi khám bệnh á. Dạ. Thì về mà thì Mạnh Thường Quân người ta thấy hoàn cảnh hai cha con. Dạ. À, anh bị tai nạn vậy á đau thương. Dạ. Có gửi cho em ít tiền gửi cho anh bây giờ. Dạ. Em vô để em gửi tiền cho anh để anh có tiền anh ăn uống với mua thuốc uống ha. Dạ. Để này để gạo này của chị Linh để đây đi. Rồi, để...